Lạy Chúa của chúng con, là Đấng dùng những lời thở than không thể nói hết để cầu thay cho chúng con. Và Chúa ơi, quả đúng như vậy. Có những điều mà chúng con không nói thành lời, nhưng Chúa biết, Chúa thấy và Chúa minh tường tất cả từ trong ra ngoài. Con cảm tạ ngợi khen Chúa của chúng con như lời của bài hát. Xin Chúa cho chúng con đứng vững trong lời sự sống của Chúa. Đó là lời vững lập đời đời. Đó là lời mà chính Chúa Kitô Giêsu đã phán rằng trời đất có thể qua đi, nhưng một chấm một nét lời của Chúa không bao giờ qua. Và lạy Chúa, chúng con đối diện với lời sự sống đó trong giờ phút này. Chúng con đã dâng những của lễ, chúng con đã dâng lòng của mình, và giờ phút này chúng con khao khát ngửa trong nơi chính mình Đức Thánh Linh là thần lẽ thật sẽ rót lời sự sống của Chúa đến với lòng của chúng con. Chúa cắt bì môi miệng tấm lòng của tất cả chúng con, để lẽ thật của Chúa sẽ là nguồn an ủi nâng chúng con lên giữa cái thế giới hết sức ô hợp này, giữa những ngọn ngang, giữa những đau khổ, giữa những chia rẽ. Và xin Chúa dùng lời của sự yên ủi, lời của sự sống để giúp đỡ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con giao phó thời giờ này trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vào thập niên 80 thì có một bộ phim có tựa đề là Carriers of Fire. Và bộ phim này nó đã được giải Oscar trao tặng. Và đó là một bộ phim nó mang đậm cái tính nét về một cuộc đời. Và cuộc đời của nhân vật chính đó là nói về Eric Lindell. Và toàn bộ phim nó chỉ nói về cuộc đời của Eric Lindell. Và quý vị biết anh là người được huấn luyện để chạy nước rút 100m. Và cả hai Olympic liền thì anh giật cái giải huân chương vàng của cái chạy nước rút 100m. Nhiều nhà báo thể thao dự định rằng cái Olympic tới đây anh sẽ tiếp tục giật cái giải là huân chương vàng. Và bởi vì là anh đã giật những cái giải trước đó, nhưng mà quý vị biết là lần này thì cái giải đấu 100m thì tới cái phiên của anh chạy đua nước rút, cái vấn đề mà chạy 100m đó thì nó rơi vào Chủ nhật. Mà anh là người rất kính sợ Chúa, anh vật lộn với chính mình bây giờ làm sao, làm sao để mình có thể ấy, để mình là con cái Chúa, mà nếu như mà mình bỏ cái sự thờ phượng Chúa để chạy thì Chúa rất là buồn. Và anh đấu tranh, và cuối cùng quý vị, anh đã đến gặp mặt ban tổ chức của Anh Quốc và nói rằng: thưa quý vị, tôi không thể nào chạy nước rút 100m vòng Chủ nhật. Và ban tổ chức rất là buồn, bởi vì họ đầu tư cho anh quá nhiều năm rồi, nhưng mà tất cả những giải đấu trước đây anh thi thì nó không có rơi vào Chủ nhật, mà hôm nay, lần này nó lại rơi vào Chủ nhật. Nhưng mà anh nói rằng anh không thể nào bỏ sự thờ phượng Chúa, và thà là ban tổ chức có thể đuổi anh như thế nào anh cũng đồng ý. Nhưng mà anh nói như thế này: thay vì tôi bỏ cái 100m thì tôi sẽ đăng ký chạy nước rút 400m. Thì ban tổ chức nói là rất là không được, tôi huấn luyện anh chạy có 100m mà anh không, bây giờ anh chạy 400m sao chạy đạt được giải? Cái này là ảnh hưởng đến cả một quốc gia chứ không phải là chuyện cá nhân của anh. Nhưng mà anh Eric, anh Lindell nói rằng là: bây giờ tôi chịu, tôi chọn Chúa chứ tôi không chọn huân chương vàng. Quý vị, nếu muốn tôi chạy 400m thì tôi cam đoan tôi sẽ giật giải. Còn 100m rơi vào Chủ nhật tôi không thể chạy được. Thà là tôi bị quý vị đuổi hay là phạt giá nào tôi không chịu, nhưng mà đó là quyết định của tôi, quý vị tùy suy nghĩ. Và quý ông bà anh chị em, cuối cùng anh thuyết phục thì ban tổ chức chịu là rút cái tên của anh ra 100m, nhưng mà đưa cái người mà chạy 400m vào thế chỗ của anh. Anh thì từ 100m chuyển qua 400m là nó rơi vào thứ hai. Và lạ lùng quý ông bà anh chị em, vào ngày thứ hai, cái người chạy 400m chuyển qua 100m bị rớt.
Nhưng mà ảnh từ cái người huấn luyện chạy 100m chuyển qua 400m, ảnh giật giải vàng, huân chương vàng, mà không dừng từ đó, phá tất cả những kỷ lục trước đây của các vận động viên đã chạy 400m. Và sau khi anh đạt được cái giải đó, thì một nhà báo phỏng vấn anh rằng bí quyết nào giúp cho anh có thể đạt được một cái mà nó quá sức tưởng tượng như vậy. Anh được huấn luyện có 100m, mà bây giờ chạy 400m là anh chưa bao giờ được huấn luyện. Thì anh nói bí quyết của tôi đó là Chúa Giêsu. Bí quyết của tôi đó là Chúa phải là ưu tiên số 1 trong cuộc đời của tôi. Và về sau không dừng tại đó, anh được Chúa kêu gọi để làm giáo sĩ ở tại Trung Hoa lục địa. Và quý vị, vì danh Chúa, vì phúc âm, anh đã bị bắt bỏ vào trong tù. Và khi Nhật đánh chiếm Trung Hoa lục địa thì anh là một trong những người đã bị bắt và bỏ vào trong tù. Thì ngay cả trong tù, anh vẫn dậy sớm thức khuya để dạy lời Chúa, để cầu nguyện. Và chính cuộc đời của Eric Lindell nó trở thành một cái mẫu mực là người vững vàng trong dòng bão, vững vàng trong khó khăn, và cứ giữ đức tin cho đến cuối cùng. Và vì vậy Eric Lindell đã trở thành một tấm gương sáng, và đó chính là lý do tại sao Hollywood phải dành trọn một cuốn phim để nói về cuộc đời của Eric Lindell. Và khi xem câu chuyện về cuộc đời của Eric Lindell, tôi trộm nghĩ đến cuộc đời của tôi và của toàn thể nguyên bản. Quý vị có giữ vững vàng trong nghịch cảnh, trong khó khăn không? Chủ đề lớn trong tháng 1, tháng 2, tháng 3 chúng ta cùng suy gẫm với chủ đề đó là tăng trưởng trong Chúa. Và chúng ta đã học qua 10 tiểu đề rồi quý ông bà anh chị em. Và hôm nay tôi trân trọng kính mời quý vị cùng suy gẫm với tôi tiểu đề thứ 11 là hãy giữ vững vàng, được ký ghi ở trong Timôthê nhất đoạn 1 từ câu 13 đến câu 18. Và có hai chữ giữ bắt đầu bằng hai điểm rất là dễ nhớ, đó là giữ lấy lời sự sống. Chữ giữ thứ hai là giữ lấy mẫu mực. Giữ lấy mẫu mực và giữ lấy đạo sự sống. Ở trong câu thứ 13 Kinh Thánh ghi: hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Quý vị để ý với tôi như thế này nè, Timôthê là một sư trẻ, và ông được sai phái đến hội thánh Ê-phê-sô để làm quản nhiệm. Và quý vị biết hội thánh Ê-phê-sô là đang đối phó với một số trưởng lão đang dạy dỗ những điều sai lạc. Và cầm đầu các trưởng lão này là Himele và Alexander. Và điều này cũng đã được đề cập ở trong Timôthê nhất mà cách đây 4 năm chúng ta đã học. Ở trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 20 á, thì có đề cập đó là trong số ấy có Himele, Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Và khi một sư trẻ Timôthê được điều phối lo cho hậu thánh Ê-phê-sô thì quý vị biết ông gặp rất nhiều trở ngại. Và hậu thánh thì đang đánh mất lòng yêu mến Chúa buổi ban đầu, rồi các trưởng lão thì bị ảnh hưởng bởi tà giáo đi vào. Cho nên trong thơ tiếng thứ nhì, sứ đồ Phaolô khuyên một sư trẻ Timôthê là phải cậy ơn Chúa mà giữ lấy điều hệ trọng nhất. Đó là điều gì quý vị? Điều hệ trọng mà mục sư Timôthê cần phải giữ đó là giữ cái gì? Giữ cái gì quý ông bà anh chị em? Giữ lấy mẫu mực. Mẫu mực gì nè? Mẫu mực gì quý ông bà anh chị em? Giữ lấy mẫu mực ở trong câu 13 Kinh Thánh ghi giữ lấy mẫu mực. Quý vị để với tôi, giữ lấy mẫu mực. Từ liệu mẫu mực có nghĩa là incorruption true in doctrine, tức là giữ lấy cái lẽ đạo không có bị hư đi. Giữ lấy lẽ đạo không có bị hư đi. Incorruption tức là không có bị hư hoại. Và đó là điều mà sư đồ Phaolô khuyên mục sư Timôthê khi làm quản nhiệm hội thánh Ê-phê-sô, phải nêu lấy vững vàng, giữ cho chắc lẽ đạo vững vàng không hư đi. Đang khi có những tà thuyết đi vào trong hội thánh, đang khi thế giới ngoại giáo tại Ê-phê-sô thì quý vị biết đó là
Đền tại đó có một đền thờ rất lớn, là một tôn giáo mà tại đó họ rất tự hào, đó là gì? Đại nữ thần gì quý vị nhớ không? Đại nữ thần đi đi ăn. Và họ rất tự hào về đó, và họ cổ suý cho vấn đề nhục dục ở trong tôn giáo tín ngưỡng của nữ thần Diana. Vì vậy hậu thánh Ê-phê-sô tồn tại trong một thế giới như vậy rất là khủng khiếp. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng khuyên một sứ trẻ Timôthê để có thể tồn tại trong một thế giới incorruption như vậy, thì điều mà có thể giữ, điều mà Timôthê có giữ, đó là giữ mẫu mực, giữ lấy mẫu mực, giữ lấy những cái lẽ đạo không hư đi. Đó là giữ đến gì? Giữ đến lời của Đức Chúa Trời. Giữ lấy lời của Đức Chúa Trời. Đây là lời incorruption, incorruption. Đây là lời imperish, không bao giờ hư đi. Và chỉ có thể giữ lấy thánh kinh mẫu mực duy nhất thì mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ bầy chiên và bảo vệ hậu thánh của Đức Chúa Trời. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, khi nói đến thánh kinh, khi nói đến lời không qua đi, lời không bao giờ hư mất, thì thánh kinh dạy cho chúng ta như thế nào? Lời của Chúa nói như thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời thì còn mãi đời đời. All the flesh like the grass, all the beauty of the flowers like the dry grass. Flower will be fading, but the word God forever and forever. Cho nên đây chính là lời mà chính tiên tri Ê-sai nói là mọi xác thịt giống như cỏ. Nhan sắc của chúng ta thì quý vị thấy có đẹp không? Cũng đẹp chứ hả? Nhìn qua nhìn lại thấy cũng còn ngon ấy chứ hả? Nhưng mà quý vị ở thánh kinh nói như thế nào? Như hoa ngoài đồng, cỏ khô, hoa có còn không? Hoa rụng. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời là lời còn lại đời đời. Nhân ngày World Book Day thì trang web của Viện Thư Thế Giới lấy ý kiến của bạn đọc trong năm, thì họ đưa đến một cái kết luận của tất cả các ý kiến đó. Và cái ý kiến đó như thế này: The Bible is top the bestseller list every year. Nothing beats it. World sales of the Bible are more than 1 million every year. Tạm dịch đó là gì? Không có tờ, tạm dịch đó là quý ông bà anh chị em, là cái Kinh Thánh là một trong những cái cuốn sách mà bán chạy nhất trong năm, và không có cuốn sách nào có thể đánh bại được quyển Kinh Thánh. Và theo như các vấn đề thống kê bán hàng năm thì hàng năm có 100 triệu cuốn Kinh Thánh bán, có người mua, có nghĩa là số lượng bán Kinh Thánh tới 100 triệu Kinh Thánh mỗi năm. Và đó là cuốn sách bán nhiều nhất trong năm every year, chứ không phải là ở decade mới có một lần. Every year, mỗi năm Thánh Kinh luôn là cuốn sách bán nhiều nhất trong năm. Và chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Thánh Kinh luôn luôn nằm trong hàng đầu trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trong năm, và số Kinh Thánh bán ra hàng trăm triệu mỗi năm. Học giả Tom Roy là giáo sư của Viện Đại học Oxford ở tại Anh Quốc, đó là một cái viện đại học mà sản sinh ra rất nhiều nhân tài của Anh Quốc. Và ông là một vị giáo sư mà ông nói như thế này quý vị. Ông nói: chúng ta không lấy làm ngạc nhiên, we are not surprised, về việc Kinh Thánh là cuốn sách luôn luôn được đọc nhiều nhất. Bởi vì trong Kinh Thánh chứa đựng cả sự khôn ngoan, niềm hy vọng, cái nhìn về tương lai, và trong đó luôn cá cỏ nụ cười lặng nước mắt, và một lời hứa về sự sống phong phú. Nếu bạn chưa từng đọc Thánh Kinh, hãy đọc ngay hôm nay. Đó là tiến sĩ học giả Tom Wright của Viện Đại học Oxford. Khi nói về giá trị của Kinh Thánh, ông đã nói như vậy. Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Và đó chính là lý do sứ đồ Phaolô nói rằng để có thể tồn tại trong một thế giới corruption, băng hoại, thì Timôthê phải giữ lấy mẫu mực. Đó là lời của Đức Chúa Trời, lời không bao giờ qua đi, một chấm một nét cũng không bao giờ qua đi.
Và quý ông bà anh chị em, hãng tin CBS News đăng tải vào tháng 4 hồi năm ngoái thì Kinh Thánh luôn luôn là cuốn sách bán được nhiều nhất trong năm và luôn luôn được đề bạt là một trong 10 cuốn sách có giá trị mà người ta đọc nhiều nhất trong năm. Không những là cuốn sách bán chạy mà cũng là cuốn sách được nhiều người đọc nhất trong năm. The Bible not only the book that is selling many in the year, but this is the book many readers take time to read every year. Cho nên nhà xuất bản World Book xác nhận Kinh Thánh là một trong 10 cuốn sách mà con người không thể sống nếu thiếu chúng. Hãng sách của thế giới xác nhận với chúng ta về giá trị của Thánh Kinh. Người ta không thể sống tốt, sống đẹp, sống hay nếu thiếu lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị, tôi và quý vị đang có một kiệt tác, đại kiệt tác ở trong tay. Cho nên điều gì, câu hỏi mà chúng ta sẽ hỏi, sẽ tự thắc mắc, điều gì khiến cho cái cuốn này nó trở thành nổi tiếng như vậy quý vị? Điều gì khiến cái cuốn sách này có nhiều người đọc nhiều nhất vậy? Điều gì quý ông bà anh chị em? Tại sao cuốn Kinh Thánh là cuốn sách được đọc nhiều nhất? Lý cớ gì khiến con người không thể sống nếu without the Bible? Lời Chúa dạy, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào để đổ chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng người. Because the word of God like a living word and fulfill like the sword with truth, có thể thấu vào trong hồn linh cốt tủy của chúng ta. Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Chúa, lời của Đức Chúa Trời nhiệm màu như vậy. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh mà quý vị đang có trong tay đó là một cuốn sách The Living Word, là lời của sự sống. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta thấy rằng đó chính là lý do tại sao lời Chúa trở thành có một sức hút lạ lùng như vậy. Đến nỗi thiên tài Napoleon của Pháp Quốc đã nói như thế này quý ông bà anh chị em: The Bible is no mere book, but a living creator with a powerful that conquers all the opposing. Tạm dịch đó là Kinh Thánh không phải là cuốn sách thường, nhưng là một cuốn sách sống động, đầy quyền năng, chinh phục tất cả những ai kháng cự lại nó. Quý ông bà anh chị em thấy lời của Chúa thật tuyệt vời không? Đó chính là lý do tại sao sứ đồ Phaolô khuyên một sứ rẻ Timôthê hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Lời Chúa thật tuyệt vời, vô giá và không chi có thể hủy phá được quý vị. Vậy thì câu hỏi đặt ra, tôi và quý vị phải giữ như thế nào đây? Biết là lời Chúa là quá sức là lạ lùng rồi quý vị á, quá sức là tuyệt vời, nhưng mà chúng ta phải giữ lời Chúa như thế nào đây? Cái này mới là cái quan trọng. Giữ như thế nào quý vị? Giữ một cách ể ỏi, giữ cho coi giữ. Giữ cái nào mà nó không có đụng tới cái điều sai mình đang làm thì ok, mà nó đụng tới thì sorry Chúa, để cho từ từ thông thả, con xong cái vụ này rồi cũng đụng tới vấn đề đó ha. Phải vậy không? Đây này quý vị, để ý với tôi. Quý vị để ý sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê giữ bằng tinh thần, hãy lấy lòng tin mà. Quý vị có tin Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời? Yes. Quý vị tin Thánh Kinh có phải là lời của sự sống không? Yes. Đó là điều mà chúng ta cần phải tin. Nếu giữ chỉ có giữ mà không có tin thì lời đó cũng bằng không. Giữ lấy lòng tin mà giữ lấy mẫu mực, tức là lấy lòng tin, giữ lấy lời sự sống. Kính thưa quý ông bà anh chị, khi tôi đọc một câu chuyện nói về một phụ nữ đi qua quá nhiều những đau khổ, bà có hai đứa con gái, là hai cái món quà vô giá
Và đối với bà là cuộc đời của bà, niềm vui của bà, điểm tựa của bà là hai đứa con. Nhưng mà quý ông bà anh chị, cả hai đứa con nó lớn lên, nó bị một cái chứng, và sau này thì các bác sĩ xác nhận nó là di truyền, và đến từ người chồng quá cố của bà, là cả hai đứa con nó đều bị Down syndrome. Quý vị biết là một người mẹ mà có một đứa con Down syndrome là đã là khốn khổ rồi, mà hai đứa con gái đều vậy, bà quá đau khổ. Có nghĩa là suốt một ngày của bà là quần quật chỉ dành cho hai đứa con Down syndrome, và thậm chí chính phủ phải gửi người đến để phụ lòng. Nhưng mà bà cảm thấy mỏi mệt. Dù vậy bà là một trong những người tin Chúa, cho nên bà vẫn cứ cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho con, để con có thể chăm sóc cho hai đứa con của con cho đến khi con qua đời, rồi chính phủ hay là xã hội có cách nào đó để tiếp tay giúp khi con không có còn. Nhưng mà một ngày kia thì bà quá mỏi mệt. Bà chăm sóc rất là tận tình, nhưng mà nhiều khi nó lên cơn rồi là nó không biết bà là ai, và nó quậy, nó phá, nhiều khi nó đánh bà nữa. Và bà rất là đau đớn, cho đến khi nó nhớ lại đó là mẹ nó thì bà cũng ê cả mình, và nhiều khi có những vết bầm ở trên mặt, trên lưng. Bà rất là đau đớn. Và một ngày kia bà nói: Chúa ơi, con sống như vậy thôi, cho con chết chứ. Con sống như vậy nó quá khốn khổ. Và quý ông bà anh chị em, thì tình bà đang buồn bã, đang nản lòng, đang thối chí, không còn muốn sống nữa, thì có một người bạn gửi một cái message. Và trong cái message đó có một câu kinh thánh rất là đơn giản: I am the living, not the dead. Câu đó là gì? Ta là đấng sống chứ không phải là đấng chết. Wow, cái câu kinh thánh tự nhiên nhắc nhở bà: Chúa ơi, Ngài là đấng sống, Ngài là đấng sống. Thế mà tại sao con cứ sống mà như là chết vậy? Xin Chúa truyền sự sống, xin Chúa ảnh hưởng sự sống của Chúa trên đời sống của con. Và khi bà cầu nguyện đơn thành như vậy, quý vị, kể từ giờ phút đó bà biết rằng bà có một đấng sống chứ không phải là đấng chết. Cho nên bà làm cái điều gì bà cũng cầu nguyện: xin đấng sống ở với con, xin đấng sống giúp cho con. Và kể từ giờ phút đó cho đến trọn cuộc đời của bà sống trong cái sự vui mừng, bởi vì bà biết rằng có một đấng sống. Đấng mà bằng thờ là đấng sống, đấng mà bằng tin là đấng sống chứ không phải đấng chết. Cho nên bà nói rằng Chúa của mình là đấng sống, tại sao mình phải sống như kẻ chết? Cho nên bà sống một cách rất là mạnh mẽ, can trường. Và chính đức tin của bà từng hồi từng lúc lạ lùng. Quý vị biết bệnh Down syndrome là không thể chữa, nó sẽ carry on the rest of his life or her life của người bệnh nhân đó. Nhưng mà lạ, bởi đức tin lòng thành của bà cầu nguyện, Chúa đã chữa một trong hai đứa, nó trở nên một đứa bình thường. Và quý vị, Chúa dự liệu một cách lạ lùng. Khi cái đứa chị nó trở nên bình thường rồi thì quý vị biết đó là lúc bà bị bệnh. Và khi bà qua đời thì đứa chị nó lo cho Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta có những điều chúng ta không lý giải được, nhưng mà xin thưa với quý cụ, quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời có một mục đích tốt vô cùng. Có những cái chỗ tận cùng mình nghĩ rằng this is death, nhưng mà đó là một lỗ mở thiên thượng. Đối với con người thì đó là một cái họa, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó là điều tốt nhất. Và Chúa luôn luôn làm điều tốt nhất cho tôi và cho quý ông bà anh chị em. Vì vậy xin chúng ta hãy tin rằng đấng tôi tin, đấng quý vị đang tin, đó là đấng sống. Và đó chính là lý do tại sao Ngài là đấng sống, cho nên lời của Ngài là lời của sự sống. Vì vậy sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê phải giữ lấy mẫu mực, nhưng mà phải giữ với lòng tin. Đủ chưa quý vị? Đủ chưa ạ? Chưa. Nhưng mà phải giữ với lòng yêu. Quý vị sẽ thấy này, lời Chúa là mẫu mực, nhưng mà quý vị phải yêu lời Chúa mới được. Quý vị phải quý lời Chúa mới được. Chứ quý vị không quý, không yêu thì làm sao đọc? Không đọc thì lấy đâu biết đâu mà giữ, phải không nè? Cho nên sứ đồ Phaolô khuyên rất là thực tế: xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em không những giữ với lòng tin, nhưng giữ với sự yêu mến. Yêu mến đến đổi quý vị nè, chúng ta sẽ sống không thể nào thiếu lời này. Và trong hội đồng tại Pháp thì tôi sẽ giảng ở trong sách Miche, sẽ có một thời người ta không phải đói vì bánh, người ta không phải khát vì nước,
Nhưng mà sẽ có một lúc người ta sẽ đói vì không có lời của Đức Chúa Trời. Sẽ có một lúc quý vị sẽ thấy đói vì lời của Đức Chúa Trời. Sau khi có đầy đủ vật chất, có đầy đủ hết mọi sự, thì tất cả những gì của vật chất không thể nào thỏa đáp được con người. Vì vậy điều mà con người đói khát đó là đói khát lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ có lời của Đức Chúa Trời mà có thể thỏa mãn được con người inside của chúng ta. Vì vậy xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em hãy giữ lời này, giữ mẫu mực này với lòng tin. Hãy giữ lời này, giữ mẫu mực này với lòng yêu mến. Quý vị cùng tôi xem ở trên cái này. Quý vị có biết đây là hình gì không? Có quý vị nào biết không ạ? Yes, anh Định, you're right. Đó là ngũ giác đài. Đây là ngũ giác đài, là có 5 cạnh. Quý vị biết ngũ giác đài có tổng diện tích lên đến 616.518 m². Tổng chiều dài hành lang là 28.15 km. Quý vị thấy khủng khiếp không ạ? Chiều cao của nó là 23m56, là gần 24m chiều cao, với 5 tầng lầu trên mặt đất và 2 tầng trệt nằm ở sâu trong lòng đất. Và trong tổng giác đài, ngũ giác đài này có 23.000 nhân viên làm mỗi ngày. Quý vị thấy không? Và trong ngũ giác đài nó có một cái hệ thống mà có thể nhìn khắp cả thế giới. Nó có cả một cái screen, và những người trong đó họ chỉ cần đưa bàn tay, họ quẹt cái là thấy Trung Quốc nằm chỗ nào. Họ quẹt cái là Việt Nam nó lộ ra từng con đường. Nó tinh vi tới mức độ như vậy đó quý vị. Và vị kiến trúc sư làm nên ngũ giác đài đó là George Edwin Bergstrom. Ông là người thiết kế. Và ngũ giác đài được cho là kỳ công kỹ thuật của con người, và được mệnh danh là tòa nhà bất khả xâm phạm. Tòa nhà bất khả xâm phạm là quý vị biết rồi chứ nè, là không no anyone có thể touch được, không có ai có thể đụng được, không có cái hệ thống nào có thể lột qua được. Nó hiện đại tới mức độ như vậy. Nhưng mà điều gì xảy ra quý ông bà anh chị? Quý vị nhìn từ trên cao thấy đẹp quá ha, quá xa đẹp. Nhưng mà điều gì xảy ra? Quý vị thấy điều gì xảy ra? Năm 2001, ngày 11 tháng 9 ha, một chiếc máy bay ủi vào ngũ giác đài và làm bể tanh quanh hết trơn cả một cái góc. Một công trình kiến trúc được mệnh danh là bất khả xâm phạm, ngũ giác đài, đã bị tanh hoành hết trơn. Điều đó cho chúng ta thấy gì quý vị? Khi tôi đọc và nhìn lại cái công trình của ngũ giác đài, tôi thấy quả thật là một kỳ công của con người. Cái điều mà con người cho là bất khả xâm phạm thì quý vị thấy chỉ một chiếc máy bay nó ủi vô thôi cũng nát ngáy hết trơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta có lời, có mẫu mực. Mẫu mực này, đây là lời mà Thánh Kinh nói rằng cỏ khô hoa rụng, nhưng lời này còn lại đời đời. Và chính Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế này: trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Mát đoạn 13 câu 31. Nhưng ai là bất khả, không hư đi với thời gian quý vị. Tại sao lời này là lời bất khả không qua đi? Tại sao vậy quý ông bà anh chị em? Bởi vì lời này đến từ đâu? Đến từ đấng bất khả xâm phạm, đến từ đấng đời đời, đến từ đấng không hư đi, đến từ đấng gọi là đầu tiên và cuối cùng, ta là Alpha và là Omega. Đấng đó còn lại đời đời. Và tác giả Thi Thiên 102 câu 6 nói như thế nào? Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn. Trời đất sẽ cũ mòn như chiếc áo sống, Chúa sẽ đổi trôi đất như cái áo, và nó bị biến thành. Điều này khẳng định rằng Chúa thì hằng có, hằng còn và hằng còn mãi mãi. Tại sao? Vì Ngài là đấng hằng không sống, Ngài là đấng hằng hữu. Cho nên ở trong tác giả Hebrew đoạn 1 câu 12 nói như thế này: các năm của Chúa không hề cùng, tức là các năm của Chúa in the end, không có bao giờ kết thúc.
Và đó chính là lý do tại sao Chúa Giêsu khẳng định trời đất sẽ qua đi, song lời của Chúa không bao giờ qua đi. Đến nỗi khoa học gia lừng danh là Charles Dickens, ông nói như thế nào? Thánh Kinh Tân Ước là một quyển sách tốt nhất trong lịch sử. Nó chuẩn mực quá, nó tốt đẹp quá, đến nỗi một khoa học gia cũng khẳng định cho chúng ta về giá trị của lời Đức Chúa Trời. Và khi nói đến đặc tính của lời Chúa thì tác giả Thi Thiên nói như thế nào? Ở trong Thi Thiên 19 câu 7 đến câu thứ 11 như thế này, câu thứ 9 như thế này: luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình. Thi Thiên 19 câu 7 đến 19. Trong câu kinh thánh này đề cập đến những cái chỗ mà tôi gạch đích đó, quý vị thấy có mấy đặc tính. Thứ nhất là trọn vẹn, tức là perfect, hoàn hảo, không chấm, không tì, không vết. Thứ hai là chắc chắn, firmly. Thứ ba là ngay thẳng. Thứ tư là trong sạch. Thứ năm là chân thật. Và thứ sáu đó là công bình. Tất cả đều có trong này, quý ông bà anh chị em. Thứ bảy đó là công bình cả, thảy đều công bình cả. Cho nên đặc tính của lời Chúa nó siêu việt như vậy, cho nên nó mới có thể tồn tại. Dầu cho trời đất có thể qua, sắc đẹp có thể tàn tạ, con người có thể qua đi, vũ trụ sẽ bị hư đi, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời không bao giờ qua đi. Cho nên sứ đồ Phaolô khuyên mục sư Timôthê hãy giữ lấy lòng tin yêu mà giữ lấy mẫu mực. Quý vị nghĩ là mình giữ nổi không? Lấy lòng tin, lấy lòng yêu giữ là ok lắm rồi hết chứ. Nhưng mà thưa quý vị nghĩ mình giữ nổi không? Có lòng tin, tôi tin Thánh Kinh là lời của sự sống, tôi yêu lời của sự sống, nhưng mà quý vị nghĩ giữ nổi không? Chị Phương lắc đầu li lị. Đúng vậy, sức của tôi, sức của quý vị không giữ nổi đâu à. Và đó chính là lý do sứ đồ Phaolô nói trong câu 14: hãy nhờ sức riêng của con, hãy nhờ bằng cấp của con, hãy nhờ xe rúm mờ xe gì của con, phải không? Không, nhờ Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều đã phó thác tốt lành. Ô lời Chúa nó sâu nhiệm nha quý vị. Chúng ta có đức tin là tuyệt vời, có lòng yêu mến lời Chúa là tuyệt vời, nhưng không nhờ Đức Thánh Linh thì không ai có thể giữ trọn lời Chúa. Vì vậy quý ông bà anh chị em, hãy depend on the Holy Spirit who can help you keep the word of God. Hãy nhờ Đức Thánh Linh là đấng sẽ giúp cho quý vị có thể giữ và sống theo lời của Đức Chúa Trời. Sức của chúng ta limited, vì vậy chúng ta sẽ ngã đổ. Cho nên hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh. Bao lâu nay quý vị nhờ ai? Nhờ anh A, chị B, nhờ người này người nọ, nhờ sức riêng của mình. Thì hôm nay chúng ta hãy làm theo lời của Chúa dạy, đó là hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Tư liệu điều tốt lành, giữ lấy điều phó thác tốt lành, hay là tư liệu tốt lành, thì tư liệu mà điều phó thác tốt lành thì quý vị để ý nó có hai ý nghĩa. Điều phó thác tốt lành là điều gì? Theo quý vị thì quý vị nghĩ đây là điều gì? Điều phó thác tốt lành là điều gì? Điều phó thác tốt lành có hai ý nghĩa, tức là đạo đức, moral life, và thứ hai đó là đạo từ trời. Đó là ý nghĩa của điều phó thác tốt lành. Chúng ta đọc tiếng Việt không thoát được ý, nhưng nguyên ý nó có nghĩa là đạo đức, moral life. Ý nghĩa thứ hai là đạo đến từ trời. Quý ông bà anh chị em, khi khuyên tín hữu tại thành Philip thì sứ đồ Phaolô khuyên hội thánh Philip như thế nào? Quý vị biết hội thánh, nhớ hội thánh Philip ở đâu rồi gì nữa phải không? Hội thánh Philip ở đâu? Ở trong Hải Huyền phải không? Học ấy rồi đó. Philip ở đâu? Ở Việt Nam hả? Hay là Hồng Trồng Nhỏ Trốn? Hay là Mũi Né, Phan Thiết?
Vậy thì Philip ở đâu? Philip ở trong Líp-phi gì? Phải không? Không. Philip là ở Lạc Hy. Lạc Hy là miền ở mình học hết trơn rồi đó nha. Philip là ở tại Hy Lạp. Hy Lạp là cái gì? Có gì đặc biệt quý vị? Đó là một đế quốc đa thần giáo. Quý vị phải nhớ, Hy Lạp là đế quốc đa thần giáo. Vì vậy chúng ta sẽ thấy này, giữa một cái đế quốc có rất nhiều tín ngưỡng tôn giáo, Hội Thánh Philip đã được ra đời qua sự truyền giáo của sứ đồ Phaolô. Và làm sao để có thể giữ được đạo của Chúa đây? Thì lời khuyên của sứ đồ Phaolô dành cho Hội Thánh Philip như thế này: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó hãy giữ lấy đạo sự chết của con. Phải không? Không, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói đến trong Timôthê đoạn 1 câu thứ. Tư liệu đạo sự sống có nghĩa là gì? Đạo sự sống có nghĩa là không phải đạo đến từ đất, không phải đạo đến từ người, mà đến từ đâu? Đến từ trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng của trần gian này đều đến từ đâu? Đến từ đất, tức là đến từ người. Và đó chính là lý do mọi tín ngưỡng, mọi tôn giáo của trần gian này đều sẽ qua đi, sẽ chết. Bởi vì nó đến từ con người, giáo chủ của nó là con người, thì giáo chủ sẽ chết, tín ngưỡng đó cũng sẽ chết. Nhưng đạo đến từ trời, là từ Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng sống, cho nên lễ đạo của Ngài đem đến là the living, là lễ sự sống. Nó tồn tại mãi mãi theo dòng thời gian. Dẫu rằng bao nhiêu chính quyền, chính thể tìm đổi mọi cách để có thể hủy phá, nhưng đạo sự sống của Chúa vẫn còn. Cho nên khi chúng ta có đạo sự sống thì phải như thế nào quý ông bà anh chị em? Khi mình có đạo sự sống thì mình phải như thế nào nè? Mình phải giữ sơ sơ phải không? Phải giữ vững vàng, phải chiếu sáng như đuốc trong thế ngay hay thế gì? Trong thế gian. Quý vị sẽ thấy trong thế ngay thì không có cần phải chiếu nữa, nhưng mà chiếu sáng trong thế gian. Thế mà nó gian, quý vị hiểu rồi. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà giữ lấy đạo sự sống như đuốc chiếu trong cái thế gian. Làm sao để ta có thể giữ đạo sự sống, đạo từ trời? Và lời Chúa khuyên ở trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 14: hãy nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Và quý ông bà anh chị em, rất tiếc khi sứ đồ Phaolô khuyên thì ông cũng cho Timôthê biết rằng rất tiếc có những con người đã không giữ được đạo sự sống của Chúa cho đến cuối cùng. Và họ là ai? Kinh Thánh ghi trong câu 15: con biết rằng mọi người ở xứ Asi, tức là ở tại Epheso, trong đó có 7 hội thánh tiểu Á, đã lìa bỏ ta. Trong số ấy có Phi-gen, Hermogen, có 2 người đã bỏ sứ đồ Phaolô vì họ không giữ được đạo sự sống. Và sứ đồ Phaolô có chỗ nói vì họ mê tham đời này, cho nên họ đã bỏ lấy đạo sự sống mà chạy theo những bả hư danh của trần tục. Rất tiếc như vậy. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, điều đặc biệt là giữa những con người, giữa những tiêu cực đó thì vẫn có những ánh đuốc của niềm tin, vẫn có thể giữ, vẫn có thể chiếu sáng trong một cái thế giới đa tầng giáo tối tăm tại Epheso. Và Thánh Kinh ghi trong câu thứ 16: cầu xin Chúa thương xót lấy nhà của Onesiphore và người nhiều phen, yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. Cho nên chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nêu ra 2 con người đã không giữ được đạo sự sống, thì cũng có 2 con người đã giữ được đạo sự sống. Dẫu rằng họ phải trả một giá rất đắt, rất đắt quý ông bà anh chị em. Cho nên cầu xin Chúa lấy lòng thương xót,
lấy nhà của Onesiphore và người nhiều phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích mà làm xấu hổ. Quý vị biết khi quý vị có một người thầy mà người thầy đó bị tù tội thì người ta hay sợ bị lây, bị ảnh hưởng thanh danh của mình. Nhưng mà Onesiphore nhưng mà Onesiphore thì lại không có lấy làm hổ thẹn và tìm đủ mọi cách để yên ủi vị thầy của mình là sứ đồ Phaolô. Và quý vị biết là từ Ê-phê-sô mà Onesiphore phải lặn lội đến Rome, tức là tại La Mã, để mà chăm lo cho thầy của mình là sứ đồ Phaolô đang ở trong tù. Thì quý vị biết là nó đâu có dễ dàng vào thời đó. Nhưng mà có những con người yêu mến lời của Đức Chúa Trời, yêu mến người hầu việc Chúa, họ đã không lấy làm hổ thẹn nhưng có thể chia sớt với sứ đồ Phaolô. Và trong câu thứ 17, lại khi người vừa đến thành Roma đã vội vã kiếm ta và kiếm được. Quý vị thấy, ông rời bỏ thành Ê-phê-sô được biệt phái để đến Rome để chăm sóc sứ đồ Phaolô. Và khi đến tới, vừa đặt chân đến Roma là ông vội vã tìm gặp cho bằng được sứ đồ Phaolô để ông có thể lo cho thầy của mình, lo cho người hầu việc Chúa. Và câu thứ 18 thì Kinh Thánh ghi: xin chính mình Chúa cho người tìm thấy từ xương xót của Chúa trong ngày đó. Con lại biết hơn kẻ khác, người ở Ê-phê-sô đã hầu việc ta mọi đàng. Quý vị để ý này, mình thấy dường như là cái lời sứ đồ Phaolô khen, nhưng mà quý vị thấy đang xen vào trong một cái thế giới rất là đa thần giáo, đầy nhục dục. Nhưng cảm ơn Chúa, tại Ê-phê-sô vẫn có những con người, vẫn có những con người yêu mến Đức Chúa Trời, vẫn có những con người giữ được đạo của sự sống. Cho nên nguyện lời của Đức Chúa Trời khích lệ tôi và quý ông bà anh chị em, khi chúng ta có đạo sự sống đến từ trời thì xin Chúa cho tôi và quý vị hãy giữ vững vàng. Có hai phần quý vị cần nhớ là giữ vững vàng, có hai điểm là giữ lấy lối sự sống, thứ hai là giữ lấy đạo sự sống. Và tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện tôi đọc ở trong cuốn Chuyện Hay Ý Đẹp, rất là ý nghĩa. Thì quý vị biết là trong câu chuyện có ghi, câu chuyện này nói về một nhân vật có thật trong lịch sử của Trung Hoa. Năm 1949 thì tại trong một nhà nguyện của Đại chúng viện tại Nam Kinh thuộc thủ đô Trung Hoa Dân Quốc, thì lúc bây giờ trưởng Tưởng Giới Thạch lãnh đạo một cái đội binh tiến vào ở trong cái chủng viện tại Nam Kinh và thấy có một cái buổi diễn tập đám cưới. Đó chưa phải là đám cưới, mới rehearsal, mới tập để có thể ngày mai sẽ bước vào cái lễ cưới. Cô dâu, chú rể, phù dâu, phù rể tham dự cái buổi tập rehearsal đó. Thì cả cái đám lính vào, và ngay hôm đó thì họ bắt tất cả các sinh viên và bắt cả chú rể, nhưng mà thả cô dâu. Và sau đó thì cô dâu lại tìm được sang Hồng Kông bằng cách nào đó ha. Nhưng mà câu chuyện thì nó kỳ lạ như thế này quý ông bà anh chị em. Và sau khi bắt được chú rể, bởi vì chú rể là một trong những người lãnh đạo ở trong trường Đại chúng viện Nam Kinh, thì sau này chú rể bị biệt giam, và cứ mỗi một năm thì họ cho cô dâu vào thăm chú rể, và chỉ thăm chú rể chỉ có ít phút thôi. Sau khi cô dâu vào thăm chú rể, nhân viên cơ quan công lực đến nói với chú rể: anh có thể được thả tự do. Sau khi cô dâu thăm được vài phút rồi, cô dâu về rồi, thì nhân viên vào liền nói là anh có thể được tự do bất cứ lúc nào với một điều kiện duy nhất: hãy cho chú đi. Mỗi năm cô dâu đều được vào thăm, mà tình trạng đó kéo dài suốt 30 năm quý vị. Mỗi năm cho cô dâu thăm có 2 phút, và cô dâu thăm 2 phút là cắt rồi, ngươi có thể được tự do với điều kiện cháu chú này, mà kéo dài 30 năm như vậy. Chú rể nói là no, tôi không thể cháu chú được. Và kéo dài suốt 30 năm ròng rã, ông ở trong tù như vậy, cho đến khi Trung Hoa lục địa bị thay đổi,
chú rể được trả tự do và được phép sang Hồng Kông để sinh sống và làm đám cưới với cô dâu đã đợi chú rể trong suốt 30 năm ròng rã. Và tại cái đám cưới đó thì người ta mới phỏng vấn là tại sao ông có thể trung kiên với Chúa suốt 30 năm rồi ở trong tù. Dù ông bị ngược đãi, bị áp bức, đau khổ đến nỗi quý vị biết là khi ông qua Hồng Kông rồi người vẫn còn đầy thẹo đầy tích vì tra tấn. Nhưng mà ông trả lời như thế này: Chúa cứu thế, Giê-xu đã hy sinh chịu chết vì tôi, thì làm sao tôi có thể phản bội được. Một con người chỉ cần nói chối Chúa thôi là sẽ được tự do. Nhưng ông thà mang lấy thẹo tích ở trong tù suốt 30 năm để giữ được tin của mình, không cho Chúa. Thì xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em giữ Chúa như vậy, giữ vững vàng. Xin chúng ta đứng lên và đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Bao lâu còn Chúa là còn tất cả, bao lâu mất Chúa là mất tất cả. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em hãy giữ lấy vững vàng đạo sự sống, đạo đến từ trời, đó là Chúa Giê-xu của chúng ta. Xin chúng ta đến với Chúa và thầm nguyện trong giờ phút này. Kính mời anh Lâm Văn Liệt tiến lên để cầu nguyện đáp ứng sứ điệp trong giờ phút này. Mỗi người chúng ta tha thiết thầm nguyện, thưa với Chúa trong giờ phút này.